Chiều nay, đoàn cán bộ y tế tình nguyện số 3 của tỉnh Hưng Yên lên đường vào hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19. Đoàn gồm 20 bác sĩ điều dưỡng kỹ thuật viên đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên, Trung tâm Y tế các huyện Ân Thi, Khoái Châu và Trạm Y tế xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động. Hầu hết các thành viên trong đoàn là lực lượng trẻ, tay nghề chuyên môn vững. Dự kiến đoàn sẽ vào hỗ trợ điều trị tích cực tại Bệnh viện Dã chiến số 16 của thành phố Hồ Chí Minh. Hiện 30 cán bộ y tế của tỉnh Hưng Yên đang tham gia hỗ trợ điều trị tích cực tại tỉnh Đồng Nai. Trước đó, tỉnh Hưng Yên cũng cử đoàn 6 cán bộ y tế tham gia chống dịch tại tỉnh Bắc Giang.